Chào tất cả các em học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trương Khánh Vân. Cô là giáo viên giảng dạy tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt. Cô rất vui khi hôm nay lại được tiếp tục đồng hành cùng với các em. Cô hy vọng chúng ta sẽ có một tiết học đầy thú vị. Để tiết học đạt hiệu quả, các em nhớ chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi bài, vở nháp và bút mực. Các em đã sẵn sàng chứ nào? Chúng ta cùng bắt đầu tiết học. Ở tiết học trước, các em đã biết được thế nào là thể tích của một hình, nắm được các đơn vị đo thể tích thường dùng, đó là cm khối, dm khối, mét khối. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách tính thể tích hai hình hộp mà các em đã học, đó là thể tích hình hộp chữ nhật và thể tích hình lập phương. Sau khi học xong bài này, các em sẽ biết được cách tính thể tích hình hộp chữ nhật và cách tính thể tích hình lập phương. Từ đó, các em vận dụng những kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành củng cố. Các em đã nắm được chứ nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung đầu tiên, đó là thể tích hình hộp chữ nhật. Để biết được cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, cô mời các em đọc ví dụ sau đây cùng cô. Ví dụ, tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm. Các em suy nghĩ, bài toán này cho chúng ta biết điều gì? Bài toán này cho biết một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm. Bài toán này yêu cầu chúng ta tính gì? Bài toán này yêu cầu tính thể tích hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là chiều dài, chiều rộng, chiều cao, có đơn vị đo là cm. Cho nên thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ được tính theo đơn vị cm khối. Làm thế nào để tính được thể tích hình hộp chữ nhật này bằng cm khối? Các em hãy suy nghĩ. Để tính thể tích hình hộp chữ nhật này bằng đơn vị cm khối, các em cần tính số hình lập phương 1cm khối được xếp đầy vào hình hộp chữ nhật. Như hôm trước chúng ta đã học, 1cm khối chính là thể tích của hình lập phương có độ dài cạnh là 1cm. Đầu tiên, các em cần tính số hình lập phương xếp đầy một hàng có chiều dài là 20cm. Theo các em, cô cần bao nhiêu hình lập phương như thế? Để biết được kết quả, các em hãy cùng quan sát lên màn hình và điểm nhẩm cùng cô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Như vậy, để xếp đầy một hàng, chúng ta cần dùng 20 hình lập phương 1cm khối. Ở đây, các em có thể thấy rằng chiều dài của hình hộp chữ nhật là 20cm, mà hình lập phương lại có độ dài cạnh là 1cm. Do đó, không cần đếm, các em vẫn có thể tính được
chúng ta cần dùng 20 hình lập phương 1 cm khối để xếp đầy một hàng. Tiếp theo, để xếp đầy mặt đáy hình hộp chữ nhật này, theo các em, cô cần xếp bao nhiêu hàng như thế? Các em hãy suy nghĩ để tìm câu trả lời. Bây giờ, các em hãy tiếp tục nhìn lên màn hình và điểm nhẩm cùng cô để biết xem câu trả lời của mình đã đúng chưa nhé. Đây là hàng thứ nhất. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Để xếp đầy một lớp này, cô cần 16 hàng. Tương tự như lúc nãy, chúng ta thấy rằng chiều rộng của hình hộp chữ nhật là 16 cm, mà hình lập phương lại có độ dài cạnh là 1 cm. Do đó, không cần đếm, các em vẫn có thể tính được. Để xếp đầy một lớp này, chúng ta cần dùng 16 hàng, mà mỗi hàng gồm 20 hình lập phương 1 cm khối. Từ đó, ta tính được số hình lập phương 1 cm khối ở mỗi lớp. Lấy 20 nhân với 16 bằng 320 hình lập phương 1 cm khối. Tiếp theo, để xếp đầy hình hộp chữ nhật này, theo các em, cô cần xếp bao nhiêu lớp như thế? Các em hãy suy nghĩ để tìm câu trả lời. Bây giờ, để kiểm tra đáp án, các em hãy nhìn lên màn hình và điểm nhẩm cùng cô. Đây là lớp thứ nhất. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Để xếp đầy hình hộp chữ nhật này, chúng ta cần 10 lớp. Ở đây, chiều cao của hình hộp chữ nhật là 10 cm, mà độ dài cạnh của hình lập phương là 1 cm. Do đó, không cần đếm vẫn có thể biết được chúng ta cần dùng 10 lớp, mà mỗi lớp gồm 320 hình lập phương 1 cm khối để xếp đầy hình hộp chữ nhật. Vậy, số hình lập phương 1 cm khối xếp đầy hộp gồm 10 lớp có là: lấy 320 nhân với 10 bằng 3.200 hình lập phương 1 cm khối. Như vậy, để xếp đầy hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 10 cm, chúng ta cần dùng 3.200 hình lập phương 1 cm khối. Từ hai bước tính này, cô có thể viết gọn lại thành một bước tính như sau. Số hình lập phương 1 cm khối xếp đầy hình hộp chữ nhật là: lấy 20 nhân với 16 nhân với 10 bằng 3.200 hình lập phương 1 cm khối. Như lúc này chúng ta đã biết, hình lập phương có độ dài cạnh 1 cm, có thể tích là 1 cm khối. Do đó, hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 16 cm, chiều cao 10 cm, có thể tích là 3.200 cm khối. Từ đây,
cô có thể viết được thành phép tính như sau. Thể tích của hình hộp chữ nhật là cô lấy 20 nhân 16 nhân 10 bằng 3200 cm3. Quan sát số đo các kích thước, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật này, chúng ta nhận thấy điều gì? Đó chính là 20 chính là chiều dài của hình hộp chữ nhật, 16 chính là chiều rộng của hình hộp chữ nhật, và 10 chính là chiều cao của hình hộp chữ nhật. Từ đây, cô tin rằng chắc các em đã rút ra được cách tính thể tích hình hộp chữ nhật rồi, đúng không nào? Đó chính là muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Cô nhắc lại, muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Như vậy là cô trò chúng ta đã vừa tìm được cách tính thể tích hình hộp chữ nhật. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em khái quát cách tính này thành công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật như sau. Gọi V là thể tích hình hộp chữ nhật. A là chiều dài của hình hộp chữ nhật. B là chiều rộng của hình hộp chữ nhật. C là chiều cao của hình hộp chữ nhật. Các em cần phải lưu ý A, B, C cùng một đơn vị đo. Từ đó, ta viết được công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. V sẽ bằng A nhân B nhân C. Cố nhắc lại, V bằng A nhân B nhân C. Trong đó, A là chiều dài của hình hộp chữ nhật, B là chiều rộng của hình hộp chữ nhật, và C là chiều cao của hình hộp chữ nhật. A, B, C cùng một đơn vị đo. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em cách tính thể tích hình hộp chữ nhật. Vậy cách tính thể tích của hình lập phương như thế nào? Cô mời các em cùng sang hoạt động tiếp theo. Thể tích hình lập phương. Để biết được cách tính thể tích của hình lập phương, cô mời các em cùng đọc ví dụ sau đây với cô. Ví dụ 2. Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3 cm. Theo các em, bài toán này cho chúng ta biết điều gì? Bài toán này cho biết một hình lập phương có độ dài cạnh là 3 cm. Vậy bài toán này yêu cầu chúng ta làm gì? Bài toán này yêu cầu tính thể tích của hình lập phương đó. Như hôm trước chúng ta đã học, hình lập phương là một hình hộp chữ nhật đặc biệt, cho nên cách tính thể tích của hình lập phương cũng tương tự như cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Hình lập phương là một hình hộp chữ nhật đặc biệt bởi vì nó có 3 kích thước là chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. Do đó, để tính thể tích hình lập phương, ta lấy 3 nhân 3 nhân 3 bằng 27 cm3. Trong đó, 3 chính là độ dài cạnh của hình lập phương. Như vậy, thể tích của hình lập phương có cạnh 3 cm là 27 cm3. Qua ví dụ này, cô nghĩ rằng các em đã rút ra được cách tính thể tích của hình lập phương rồi, đúng chứ nào? Đó chính là
muốn tính thể tích của hình lập phương, ta lấy cạnh, nhân với cạnh, rồi nhân với cạnh. Cô nhắc lại, muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh, nhân với cạnh, rồi nhân với cạnh. Vừa rồi, chúng ta đã tìm được cách tính thể tích hình lập phương. Bây giờ, các em sẽ cùng cô khái quát cách tính này thành công thức tính thể tích hình lập phương như sau. Gọi V là thể tích hình lập phương. A chính là độ dài cạnh của hình lập phương đó. Từ đây, các em đã viết được công thức tính thể tích của hình lập phương chưa nào? Đó chính là V sẽ bằng A nhân A nhân A. Cô nhắc lại, V bằng A nhân A nhân A. Trong đó, A chính là độ dài cạnh của hình lập phương. Như vậy là cô trò chúng ta đã tìm ra được cách tính thể tích hình hộp chữ nhật và thể tích hình lập phương. Trước khi chuyển sang phần làm bài tập, cô mời các em cùng quan sát lên màn hình, ôn lại cùng cô hai cách tính thể tích hình hộp mà chúng ta đã học nhé. Đối với hình hộp chữ nhật, muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Để giúp các em khắc sâu hơn kiến thức của buổi học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần làm bài tập. Cô mời các em đọc thầm đề bài 1 cùng cô. Bài 1. Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,1m, chiều cao 5dm. Bài toán này cho chúng ta biết điều gì? Bài toán này cho biết một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 5dm. Bài toán này yêu cầu chúng ta làm gì? Bài toán này yêu cầu tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Các em hãy đọc lại đề một lần nữa để có nhận xét gì về ba kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao này. Các em thử suy nghĩ nào. Cô tin chắc là tất cả các em đều phát hiện ra rằng ba kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao này chưa cùng một đơn vị đo. Do đó, trước khi thực hiện bài giải, chúng ta cần đổi về cùng một đơn vị đo. Đầu tiên, cô đổi 5dm bằng 0,5m. Như vậy là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật này đã cùng một đơn vị đo đó là mét. Vậy thì các em hãy áp dụng cách tính thể tích hình hộp chữ nhật mà chúng ta vừa học để làm bài tập này vào vở. Để tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Cụ thể, đối với bài toán này, ta lấy 1,5 nhân với
1,1 nhân với 0,5 mà chúng ta đã đổi được ở lúc nãy bằng 0,825 mét khối. Như vậy, thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 mét, chiều rộng 1,1 mét và chiều cao 5 dm có thể tích là 0,825 mét khối. Các em hãy quan sát lên màn hình và đối chiếu kết quả bài làm của mình với kết quả ở trên bảng. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ 2. Cô mời các em đọc đề bài tập 2 cùng với cô. Một hình lập phương có cạnh 2,5 cm. Tính thể tích hình lập phương đó. Theo các em, bài toán này cho chúng ta biết điều gì? Bài toán này cho biết một hình lập phương có độ dài cạnh là 2,5 cm. Vậy bài toán này yêu cầu chúng ta làm gì? Bài toán này yêu cầu tính thể tích của hình lập phương đó. Để tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Các em hãy áp dụng cách tính mà chúng ta vừa học để thực hiện bài giải này vào vở. Cô mời các em. Bây giờ các em cùng quan sát lên màn hình để đối chiếu bài làm của mình nhé. Để tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Cụ thể ở bài toán này, độ dài cạnh của hình lập phương là 2,5 cm. Cho nên ta lấy 2,5 nhân với 2,5 nhân với 2,5 bằng 15,625 cm². Vậy thể tích của hình lập phương có cạnh 2,5 cm là 15,625 cm². Các em đã hoàn thành bài tập 2 chưa nào? Chúng ta cùng chuyển sang bài tập cuối cùng nhé. Bài 3. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9 cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính. Câu A, thể tích hình hộp chữ nhật. Câu B, thể tích hình lập phương. Theo các em, bài toán này cho chúng ta biết điều gì? Bài toán này cho biết một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9 cm. Bài toán này còn cho biết một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật. Bài toán yêu cầu chúng tôi làm gì vậy các em? Bài toán yêu cầu chúng ta tính thể tích hình hộp chữ nhật và thể tích hình lập phương. Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Bài toán này đã cho ba kích thước là chiều dài, chiều rộng và chiều cao cùng một đơn vị đó là cm. Do đó, các em hãy áp dụng quy tắc mà chúng ta vừa học để thực hiện câu A vào vở. Để tính thể tích hình hộp chữ nhật,
Ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Cụ thể ở bài toán này ta lấy 8 nhân với 7 nhân với 9 bằng 504 cm². Để tính thể tích hình lập phương, ta cần biết độ dài của hình lập phương đó. Như đề bài đã nói, độ dài cạnh của hình lập phương bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật. Vậy muốn tìm một số trung bình cộng của nhiều số, ta làm như thế nào? Cô trò chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ một chút. Ở lớp 4, chúng ta đã học muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hàng. Như vậy, ở đây, để tính độ dài cạnh của hình lập phương, ta tính tổng của ba kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao cộng lại với nhau, rồi chia cho 3, đúng không các em? Cô sẽ lấy 8 cộng 7 cộng 9 rồi chia cho 3 bằng 8 cm. Biết được độ dài cạnh của hình lập phương là 8 cm, ta tính thể tích của hình lập phương, sẽ lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Đó chính là ta sẽ thực hiện 8 nhân với 8 nhân với 8 bằng 512 cm². Các em hãy quan sát lên màn hình và đối chiếu kết quả bài làm của mình với bài làm ở trên màn hình nhé. Như vậy, hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9 cm, có thể tích là 504 cm². Hình lập phương có độ dài cạnh 8 cm, có thể tích là 512 cm². Như vậy, tiết học ngày hôm nay đã khép lại chủ đề hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Trước khi kết thúc tiết học, cô mời các em cùng nhìn lên màn hình, ôn lại cùng cô những kiến thức mà chúng ta đã học ở chủ đề này. Đối với hình hộp chữ nhật, muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy rồi nhân với chiều cao. Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy. Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Đối với hình lập phương, muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt rồi nhân với 4. Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt rồi nhân với 6. Và cuối cùng, muốn tính thể tích của hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Như vậy, sau tiết học ngày hôm nay, các em nhớ làm các bài tập ở sách giáo khoa tương ứng với những nội dung mà chúng ta đã học. Ngoài ra, các thầy cô giáo chủ nhiệm của các em sẽ phát thêm các phiếu bài tập để các em luyện tập thực hành thêm ở nhà. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô mời các em nghỉ. Hẹn gặp lại các em ở buổi học tiếp theo. Chào tạm biệt các em.